đó, cái bông đẹp phải không? Đó, đó là làng quê Phú Quốc nè. Cái này là cái gì vậy? Này bông lài phải không chị Chính? Không biết bông gì nữa. Cà cây khế trong này mới là bự nè. Cái chua hả? Cái khế này mới là bự nè. Cái này mới bự nè. Làng quê Phú Quốc là bây giờ là toàn là nhà đẹp không à, sân vườn nhà đẹp không à. Giờ đi qua hồ bơi luôn nè. Cái chậu vợ trồng bông súng, súng kiển. Chậu vợ trồng bông súng kiển. Cái nhà của tôi nhà của tôi đó, chỗ cái dù có cái đó, hai cái nón của hai chồng tôi đó, chuẩn bị đi chợ. Bạn dọn về chỗ mới ở rồi, tôi có khỏe à. Rồi từ xưa giới thiệu sơ sơ chút xíu nha các bạn, cũng coi từ cái dọn luôn sau rồi nè. Giống như công chúa vậy. Tuần của mình quay cho mình đó. Khoan khoan vô nhà. Không lại cái chỗ Phong Lan, Đây. Mướn căn nhà này, mướn căn nhà này nè. Có Phong Lan. Cái trọng mai kiển này kiển rồi cao mai được quá. Phong lan mới có một bông à. Khoan từ từ là chỗ hôm trước rồi đi vô. Ở đây thì gặp cái nhà bếp trước. Nhà bếp đầy đủ dụng cụ, nấu bếp. Rồi vô đây phòng ngủ. Phòng hai giường. Mấy phòng hai giường các bạn. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ hai giường. Sáng rồi. Đây là phòng tắm. Thông gió. Tốt quá.
là chỗ ở mới ha. Là phòng là bếp. Bếp các bạn ăn cơm. Tủ lạnh, bếp, đồ kitchen thì đầy đủ. Đó. Nồi niêu, son, chảo, dao thớt thì đầy đủ hết. Xinh thì sâu lắm, xinh thì chén, sâu lắm. Bếp đi vô thì có phòng ngủ, hai giường. Ở trong phòng ngủ thì có tivi, tủ lạnh nhỏ thôi. Nhà tắm, full bathroom. Phòng bên này thì một giường ngủ, phòng bên này thì không có tủ lạnh. Cũng có cái nhà tắm full bathroom. Nhà bếp phải có cái tủ lạnh, đồ kitchen đầy đủ hết á, khỏi sắm sửa gì hết, tách trà gì cũng có nữa.